Ba để xuống đây, đây là cảnh vợ tôi đang cất vó được hai con cá không có vải đấy. Thôi đi. Đây, hai con cá này nha. Buổi chiều ra là mấy cái vó xuống ao là có con cá để về nấu ăn thì rất là tốt để bồi dưỡng sức khỏe, được hai con cá. Rồi bắt đi, bắt đi, vứt đi. Mời các bạn xem video này nhé. Đây là hai con cá mà cất ở ao lên, tươi ngon để tối làm bữa nhậu. Cuộc sống nông thôn rất là bình dị nhưng rất là vui. Có cái vườn cây ao cá để thỉnh thoảng bắt được con cá đấy, hai con cá. Đây là hai con cá mà vợ tôi vừa mới cất xuống. Thì các bạn xem video này, các bạn thích các bạn cho xin chia sẻ và đăng ký. Xin chân thành cảm ơn.